cho ngài suối nguồn thánh ân hiền xuống này dương gian xin ngài đôi mãi ngài ơi xin ngài hãy đến chiếu sáng thế gian lu mê tôi tâm ngài ơi xin ngài hãy đến hiến linh ngài ơi lạy ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường cầu ngài liên kết chúng con nhất tâm trong ngài cầu ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu chờ ngài mở lòng sáng soi đường đi tìm chân lý công bình bác ái ngài ơi xin ngài thương đến uốn nắn neo đi quanh co sai lầm ngài ơi xin ngài hãy đến dẫn đi đường ngài lạy ngài xin đến dẫn chúng con trên đường cầu ngài liên kết chúng con nhất tâm trong ngài cầu ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay sống sao nên người con Chúa chứng nhận tình yêu trong đàn chiên Chúa ngài ơi xin ngài thương dấu chỉ lối những ai đi xa chưa về ngài ơi xin ngài hãy đến uy an ngài ơi lạy ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường cầu ngài liên kết tâm trong ngài cầu ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay sống sao nên người con Chúa chứng nhận tình yêu sống sao nên người con Chúa chứng nhận tình yêu
vui sướng đến đền Thánh Chúa Cha, cùng nhau dâng tiễn cuộc đời bao ý thơ, vui ca hát mừng đón Chúa thành thân, muôn ơn xuôi tiếng ngon mời đời ta. Nguyện xin Thánh Nữ đồng chi giúp con gặp Chúa của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, hôm nay là một ngày rất vui mừng của mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ Phú Hải thân yêu chúng ta, và tất cả chúng ta được mời gọi quy tụ về đây hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì mỗi người, mỗi gia đình hay mỗi giáo họ trong giáo xứ thân yêu chúng ta đã và đang nhận được rất nhiều hồng ân và tình thương của Chúa tuôn đổ trên cuộc đời chúng ta, cũng như cả cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Và một cách đặc biệt ngày hôm nay, qua thánh lễ tạ ơn này, chúng ta hết lòng tạ ơn Chúa khi chúng ta được chứng kiến 45 con em trong giáo xứ chúng ta được lãnh nhận bí tích thêm sức. Vâng, lãnh nhận bí tích thêm sức chính là lãnh nhận tràn đầy Chúa Thánh Thần và bảy ơn thánh của Người, để qua đó Chúa Thánh Thần thánh hóa và biến đổi các em trở nên những người tín hữu trưởng thành, trở nên những chiến sĩ can trường biết bênh vực bảo vệ đức tin của Hội Thánh, cũng như biết rao giảng làm chứng về Chúa trước mặt mọi người. Vì vậy, cùng với tâm tình tạ ơn Chúa, chúng ta tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần Người xuống tràn đầy trên giáo xứ Phú Hải thân yêu chúng ta trong ngày vui hôm nay, và giúp cho mỗi người chúng ta là những người đã lãnh nhận bí tích thêm sức, cũng như 45 em thiếu nhi ngày hôm nay, biết chu toàn tốt đẹp bổn phận cao quý mà Chúa và giáo hội trao phó cho những người lãnh nhận bí tích thêm sức. Cùng với tâm tình tạ ơn Chúa, chúng ta cầu nguyện cho các đấng bậc đã và đang coi sóc giáo xứ thân yêu chúng ta, cầu nguyện cho rất nhiều quý ân thân nhân xa gần đã và đang giúp đỡ chúng ta cho các công trình giáo xứ và các cách đặc biệt trong công trình xây dựng nhà thờ mới mà chúng ta đang dự định tiến hành. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta, cũng như cho quý ân thân nhân, những người còn sống cũng như đã qua đời, để được hưởng nhiều ơn lành của Chúa. Với những tâm tình và ước nguyện đó, giờ đây mỗi người chúng ta khiêm tốn nhìn lại những yếu hèn, tội lỗi, thiếu sót của chúng ta, và khẩn nài lòng thương xót vô cùng của Chúa, thương thứ tha thanh tẩy tâm hồn chúng ta, hầu xứng đáng dâng thánh lễ tạ ơn Chúa trong ngày vui của giáo xứ hôm nay. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã sốt phạm đến Chúa,
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con chung tụng Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hiếu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh. Chỉ có Chúa là Chúa. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Trời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin Chúa cử Thánh Thần đến ngự trong tâm hồn chúng con, để người biên đổi chúng con thành đền thờ vinh quang của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, trong sự hiệp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Ngày ấy, từ gốc tổ Giê-xê sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc nên một mầm non. Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này, thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho người hứng thú. Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở. Lời người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà. Đó là lời Chúa. Thank you.
Hồn tôi ơi, hãy dâng lời chúc tụng Chúa Trời. Do Chúa con thờ, Chúa thật là cao cả vô bờ. Sự nghiệp của Chúa thì nhiều, biết là bao nhiêu. Lan tràn mặt đất sinh sôi, vật Chúa dựng lên. Lạy Chúa Trời, xin soi thánh thần Chúa tới. Đến người nổi mới, bố mặt trời đất Chúa. Mọi vật dưới đất ngước lên nhìn ngóng chờ ở Ngài. Mong Chúa an bài phát lương thực nó thỏa đúng giờ, lượm về hết cỡ vào giờ Chúa vừa ban cho. Tay Ngài mở to trao ban thì chúng đầy no. Tồn tại muôn năm, hiến vinh Ngài ước nguyện mãi còn. Do những công trình, ước mong Ngài vui thỏa tâm tình. Ngài truyền khi tới, vạn vật tái tạo không ngơi. Xin Ngài đổi mới muôn nơi, mặt đất Ngài ơi. Thân lấy Chúa Trời, xin soi thánh thần Chúa tới. Người nổi mới, ô mặt trời đất Chúa. Trọn đời không ngơi, ước dâng lời hát mừng Chúa Trời. Khi sống trên đời, hát khen Ngài với cả ân tình. Chuyện lòng hiếu kính làm Ngài tấm lòng hân hoan. Trong Ngài đời con luôn mong, còn mãi mừng vui. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat. Thưa anh em, tôi xin nói với anh em là hãy sống theo thần khí, và như vậy anh em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính xác thịt nữa, vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với thần khí, còn thần khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt. Đôi bên kình địch nhau khiến anh em không làm được điều anh em muốn. Còn hoa quả của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế. Những ai thuộc về Đức Kitô Giêsu thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. Nếu chúng ta sống nhờ thần khí thì cũng hãy nhờ thần khí mà tiến bước. Đó là lời Chúa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
cùng anh chị em và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu đến Nazareth, là nơi người đã từng được dưỡng dục. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại, trao cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người phán ra. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, chắc mỗi người chúng ta, dù là người lớn hay ngay cả các em chịu phép thêm sức hôm nay, và ngay cả các em mới xưng tội rước lễ lần đầu hay đang học lớp giáo lý khai tâm, tất cả chúng ta đều nhớ rõ mới cách đây hơn 2 tuần, chúng ta đã cùng với Giáo hội Hoàn Vũ long trọng mừng đại lễ hiện xuống, nghĩa là mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống với các thánh tông đồ, là ngày khai sinh của toàn thể giáo hội. Và vì vậy, nhất là khi chúng ta đọc kỹ các trang sách tin mừng và cả sách tông đồ công vụ, với biến cố trọng đại Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta sẽ thấy rất rõ điều này. Là trước khi về trời thì Chúa Giêsu đã hứa ban Thánh Thần xuống trên các môn đệ. Và lúc đó, mặc dù Chúa Giêsu đã sống lại cũng như đã nhiều lần hiện ra với các tông đồ, nhưng trước khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta thấy các tông đồ vẫn còn là những người chậm hiểu, chậm tin, và đặc biệt là những người sợ hãi rụt rè trước những người Do Thái. Nhưng sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta đã thấy một sự biến đổi hoàn toàn. Từ những người chậm hiểu, chậm tin, các tông đồ đã trở nên những người đầy hiểu biết, đầy xác tín và tin rằng Đức Giêsu thầy của mình đã phải trải qua con đường thập giá đau khổ. Đó là con đường cần thiết, đó là phương thế để cứu độ nhân loại chúng ta. Cũng như từ sự hiểu biết đó, các tông đồ cũng chấp nhận để đi theo con đường thập giá đau khổ của Đức Giêsu, vì tin rằng mình sẽ được sống lại và được cứu độ, được sống đời đời. Và từ sự sợ hãi rụt rè, các tông đồ đã được biến đổi trần để trở nên những người can đảm mạnh mẽ phi thường. Trong mùa phục sinh, khi chúng ta tham dự thánh lễ và nghe các bài tin mừng, chúng ta đều thấy rõ khi các tông đồ hội họp với nhau thì tin mừng ghi lại cho chúng ta: vì sợ những người Do Thái nên các ông hội họp với nhau trong căn phòng và phải đóng kín cửa lại. Đóng kín cửa lại không phải vì sợ những người bên ngoài nghe được những gì các ông hội họp bàn định với nhau, nhưng lúc đó chưa có sức mạnh của Chúa Thánh Thần nên các tông đồ còn là những người sợ hãi, nhát đảm, vì rằng chính những người Do Thái và đặc biệt qua các vị thượng tế của Thượng Hội đồng là những người đã lên án và giết chết Đức Giêsu là thầy của mình.
Cho nên mình chỉ làm môn đệ của Đức Giêsu thì chắc chắn cũng sẽ bị lên án giết chết. Nhưng với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, qua ngày lễ ngũ tuần sau khi đã hiện xuống và củng cố cho các ông, các tông đồ đã trở nên những người can đảm mạnh mẽ để sẵn sàng ra đi, để rao giảng làm chứng cho Đức Giêsu Kitô đã chết nhưng sống lại là đấng cứu chuộc chúng ta. Và cũng từ sự can đảm đó, các ông đã rửa tội cho cả hàng ngàn người để người ta được đón nhận hồng ân đức tin, để người ta được đón nhận ơn cứu độ. Và tiếp nối truyền thống can trường hào hùng của các thánh tông đồ, chúng ta cũng thấy có các nhà truyền giáo, các vị thừa sai đã bôn ba đi khắp năm châu bốn biển để rồi rao giảng tin mừng cứu độ đó. Và khi đọc lại lịch sử giáo hội Việt Nam chúng ta cũng thấy được cha ông chúng ta đã được hồng phúc đón nhận tin mừng cách đây gần 500 năm. Và chẳng nói gì xa xôi, tại chính giáo họ Hà Lạn của chúng ta cũng đã mừng năm thánh kỷ niệm hơn 300 năm đón nhận tin mừng. Những điều đó để nói cho chúng ta về tình thương cũng như những việc lạ lùng mà Thiên Chúa thực hiện nơi giáo hội, nơi mỗi người chúng ta, cách riêng qua quyền năng sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Từ những người chậm hiểu, chậm tin, các tông đồ đã trở nên những người đầy xác tín, đầy tin tưởng và hiểu biết, cũng như trở nên những người can đảm mạnh mẽ. Can đảm mạnh mẽ không chỉ là đi rao giảng tin mừng Đức Kitô, nhưng còn sẵn sàng chấp nhận chịu đòn vọt, chịu ngục tù và chịu chết để làm chứng về những điều mình rao giảng, để trung thành với đức tin tông truyền của Hội Thánh. Sức mạnh đó bởi đâu? Thưa, chỉ là bởi Chúa Thánh Thần. Và điều mà Chúa Thánh Thần đã thực hiện nơi các tông đồ trong chính ngày lễ hiện xuống, như chúng ta vừa nhắc lại với nhau, Người cũng thực hiện những điều đó qua thánh lễ tạ ơn ban bí tích thêm sức hôm nay tại chính giáo xứ Phú Hải chúng ta. Ngày hôm nay không chỉ là 45 em thiếu nhi qua bí tích thêm sức được đánh nhận tràn đầy hồng ân Chúa Thánh Thần, nhưng chính cả giáo xứ chúng ta cũng được lãnh nhận tràn đầy hồng ân Thánh Thần của Chúa, để rồi Chúa Thánh Thần nâng đỡ, hướng dẫn và củng cố mỗi người chúng ta, đặc biệt trong vai trò và nhiệm vụ của người đã lãnh nhận bí tích thêm sức, của 45 con em ngày hôm nay, của chúng ta là những người lớn, các phụ huynh, nhất là các cha mẹ đỡ đầu là những người đã lãnh nhận bí tích thêm sức, để chúng ta nhớ lại hồng ân cao trọng này, để cùng với các em tạ ơn Chúa, cũng như cầu nguyện cho chính chúng ta và các riêng 45 em thiếu nhi ngày hôm nay, để với ơn Chúa Thánh Thần và biết gìn giữ ơn Chúa Thánh Thần, để có thể chu toàn tốt đẹp nhiệm vụ cao cả của người tín hữu trưởng thành sau khi đã lãnh nhận bí tích thêm sức. Phần chúng con sắp lãnh nhận bí tích thêm sức rất thân mến, như cha vừa chia sẻ, để chúng con ý thức rằng, và chính qua nghi thức ngày hôm nay, lát nữa đây, sau khi chúng con tuyên xưng đức tin, cha sẽ đặt tay trên chúng con để ban Chúa Thánh Thần xuống trên các con. Và cùng với việc sức dầu thánh trên trán các con để ghi ân tín ơn Chúa Thánh Thần trong tâm hồn chúng con, chúng con được Chúa Thánh Thần thánh hóa và biến đổi như các tông đồ khi xưa. Và với bảy ơn của Chúa Thánh Thần mà chúng con được lãnh nhận cách đặc biệt và tràn đầy như chính các tông đồ khi xưa, Chúa Thánh Thần sẽ tác động trên chúng con để rồi hướng dẫn, soi sáng cho chúng con, củng cố, ban thêm ơn thánh cho chúng con, cũng như giúp chúng con để có thể thi hành nhiệm vụ làm chứng cho Chúa như các tông đồ khi xưa. Cha tin rằng chúng con trong thời gian vừa qua, qua sự hướng dẫn dạy dỗ của cha xứ cùng với ban giáo lý, các anh chị giáo lý viên, chúng con đã học hiểu về Chúa Thánh Thần, về bí tích thêm sức, và cha cũng tin rằng chúng con đã thuộc lòng về bảy ơn Chúa Thánh Thần mà chúng con sắp lãnh nhận. Và chính trong ngày vui của chúng con hôm nay, cha vừa muốn nhắc lại cho chúng con cũng như nhấn mạnh cho chúng con về tầm quan trọng của bảy ơn Chúa Thánh Thần, để chúng con biết quý trọng gìn giữ ơn Chúa Thánh Thần suốt cuộc đời của chúng con.
trong tuổi của chúng con đang tuổi khôn lớn, dù là chúng con ở trong gia đình với ông bà bố mẹ, cũng như có các anh chị lớn dạy dỗ chúng con, hay mặc dù chúng con đang nghỉ hè, nhưng khi mỗi năm học chúng con cắp sách tới trường, các thầy cô là những người dạy dỗ chúng con. Đó là các bậc phụ huynh, các thầy cô hướng dẫn cho chúng con về sự hiểu biết, mở mang cho chúng con về trí khôn, để qua cuộc sống hàng ngày trong gia đình hay những môn học tại các trường lớp, chúng con được hiểu biết hơn những gì mà chúng con trong đời sống hàng ngày. Thì chính qua sự hiểu biết bình thường tự nhiên đó, hôm nay Chúa Thánh Thần sẽ tác động một cách đặc biệt trên chúng con qua ơn thánh của Ngài. Cụ thể đặc biệt qua các ơn khôn ngoan, ơn thông hiểu, ơn suy biết và ơn lo liệu. Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng con hiểu biết nhiều hơn, đặc biệt những mầu nhiệm trong đạo mà chúng con phải tin, phải tuyên xưng, như lát nữa đây chúng con tuyên xưng đức tin. Những gì trong đạo, những gì về giáo lý, những gì chúng con học về lời Chúa cần thiết, Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn cho chúng con, để rồi từ đó chúng con hiểu biết và sống đúng đạo, cũng như những gì về giáo lý chúng con học hỏi. Rồi bên cạnh sự hiểu biết đó, chúng con cũng thấy một điều này. Nếu những gì mà bố mẹ hay các thầy cô dạy chúng con mà chúng con không đem ra áp dụng thực hành trong cuộc sống, thì những kiến thức, những điều hiểu biết đó cũng chưa sinh ích lợi gì cho cuộc sống của chúng con. Về phương diện thiêng liêng cũng vậy. Qua những điều mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn soi sáng, cũng như dẫn đưa chúng con vào giáo lý và những mầu nhiệm trong đạo phải tin, hay chúng con có thuộc lòng về kinh tin kính, về những điều phải tuyên xưng đức tin, nhưng Chúa Thánh Thần sẽ tác động trên chúng con một cách đặc biệt qua ý chí, sự cố gắng của chúng con khi chúng con biết cộng tác với ơn Chúa, khi chúng con biết đem ra áp dụng thực hiện trong cuộc sống. Cái phần cố gắng qua ý chí của chúng con đó, hôm nay Chúa Thánh Thần ban cho chúng con những ơn này: ơn sức mạnh, ơn đạo đức và ơn kính sợ Chúa. Cho nên tất cả bảy ơn Chúa Thánh Thần như cha vừa nhắc lại cụ thể, và qua hai phương diện trong cuộc sống hàng ngày chúng con đều cảm nghiệm được về trí khôn hiểu biết, cũng như về sự cố gắng của chúng con để áp dụng thực hiện những điều đó, thì chúng con sẽ ý thức và thấy rõ điều này. Bảy ơn Chúa Thánh Thần rất cần thiết và rất quan trọng trong đời sống đức tin của mỗi người tín hữu chúng con. Không có ơn Chúa Thánh Thần, chúng con không thể hiểu đạo, không thể sống đạo, không thể giữ đạo cho tốt đẹp. Và một cách cụ thể, không có ơn Chúa Thánh Thần, chúng con không thể giữ đạo, không thể là những em thiếu nhi thánh thể ngoan ngoãn, sốt sắng, siêng năng đi lễ, đi nhà thờ được. Phải có bảy ơn Chúa Thánh Thần. Mà cha cũng nhấn mạnh thêm, không phải chỉ là chúng con, ngay như cha hay cha quản hạt, cha xứ đang hiện diện với chúng con, ngay cả ông bà bố mẹ của chúng con, nếu không có bảy ơn Chúa Thánh Thần thì chẳng có thể hiểu đạo, sống đạo, mà cũng chẳng phải vất vả đi lễ, đi nhà thờ, hay ngồi trong ngôi nhà thờ những ngày nóng bức mùa hè như thế này. Phải có ơn Chúa Thánh Thần tuôn đổ trên cuộc đời của mỗi người tín hữu chúng ta, và cách riêng đối với chúng con trong ngày vui đặc biệt hôm nay. Và từ chỗ chúng con ý thức được sự cần thiết và quan trọng của bảy ơn Chúa Thánh Thần, thì cha nhấn mạnh thêm điều thứ hai cho chúng con. Đó là khi chúng con thấy ơn Chúa Thánh Thần cần thiết và quan trọng như vậy, thì chúng con luôn biết quý trọng và ra sức gìn giữ ơn Chúa Thánh Thần. Và gìn giữ ơn Chúa Thánh Thần trong cuộc đời của mình là suốt cuộc đời của mình, nghĩa là cho đến khi chết. Chẳng phải là giữ ơn Chúa Thánh Thần hay giữ tâm hồn mình trong sạch 5-7 tháng hay 5-10 năm. Hôm nay chúng con thấy các ông bà của chúng con, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, những người lớn tuổi, có thể Chúa ban cho cuộc sống tuổi thọ đã tới 80-90 tuổi,
Nghĩa là Chúa bao lâu Chúa ban cho các vị đó, hay sau này chúng con còn được sống có thể tới 100 tuổi đi nữa chẳng hạn, thì luôn phải gìn giữ ơn Chúa Thánh Thần cho hết cuộc đời của mình, nghĩa là cho đến khi chết. Và như vậy chúng con thấy cả một hành trình dài, cả một cuộc sống cam go như vậy phải có sự nâng đỡ, sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Vậy làm sao để có thể gìn giữ ơn Chúa Thánh Thần trong suốt cuộc đời của mình? Cha mách bảo cho chúng con hai phương thế này. Phương thế đầu tiên đó là chúng con cố gắng tối đa để tránh xa tội trọng, tội nặng, mất lòng Chúa. Những gì là phạm tội trọng hay tội nặng thì từ khi học giáo lý xưng tội đức lễ lần đầu chúng con đã hiểu rồi. Và một cách cụ thể, cha không cần phải khảo chúng con. Ngay cả những em đã mới xưng tội đức lễ lần đầu trong giáo xứ thì tất cả chúng con đều thuộc lòng hai kinh căn bản này. Và nếu chúng con để ý thì những ngày Chúa Nhật lễ trọng chúng con cũng đọc chung trong nhà thờ với người lớn. Đó là kinh 10 điều răn của Chúa và kinh 6 điều răn hội thánh. Đó là những điều răn căn bản trong cuộc sống đức tin của mỗi người chúng ta. Khi chúng con tuân giữ những điều răn căn bản đó, đó là chúng con gìn giữ ơn Chúa, gìn giữ ơn Chúa Thánh Thần, gìn giữ tâm hồn mình trong sạch để xứng đáng là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Còn ngược lại, nếu chúng con không tuân giữ hay vi phạm một trong những điều răn đó, chính là chúng con đã phạm tội trọng, tội nặng, mất lòng Chúa. Cha chẳng kể gì những gọi là trong cuộc sống của xã hội ngày nay chúng con cũng thấy nhan nhản trong làng xóm giáo xứ chúng con, hay ngay cả trong cái vùng miền này, trong trường lớp của chúng con, chẳng kể những cái tội ghê gớm, cướp của, giết người, cách này cách kia. Chỉ một điều rất đơn giản mà cha thấy nhiều em không để ý mà hay lỗi phạm, nhất là trong mùa hè này, đó là việc đi xem lễ ngày Chủ nhật. Ngày Chủ nhật, nhất là trong mùa này nóng nực mùa hè, cha mẹ, những người lớn hay những người thân dễ dàng mời chúng con đi tắm biển, đi du lịch chỗ này chỗ khác. Mà nếu chúng con không để ý, chỉ có mải mê vui chơi, thích đi du lịch, đi tắm biển, chẳng để ý gì việc đi lễ ngày Chủ nhật, mà chúng con biết rồi, nếu bỏ lễ, mất lễ ngày Chủ nhật, đó là phạm tội trọng, mất lòng Chúa. Những điều rất đơn giản như vậy cha chỉ nhắc sơ qua cho chúng con, và Chúa Thánh Thần cũng sẽ nhắc nhở cho chúng con, để rồi dù ngày Chủ nhật chúng con có ở một mình hay đi nơi nào xa xôi khác, chúng con cũng ý thức rằng, và Chúa Thánh Thần nhắc nhở là ngày Chủ nhật chúng con cố gắng để đi xem lễ ngày Chủ nhật. Và phương thế thứ hai để gìn giữ ơn Chúa Thánh Thần trong cuộc đời của mình cũng rất quan trọng. Trong tuổi của chúng con đang khôn lớn, chung quanh giáo xứ Phú Hải này, chung quanh từng giáo họ của chúng con hay nơi trường lớp của chúng con, chẳng thiếu gì những bạn bè xấu. Ngay cả những người lớn hay những người chức quyền cách nọ cách kia cũng sẽ rủ rê cám dỗ chúng con phạm tội, làm điều ác, bất lòng Chúa. Nhưng trong những hoàn cảnh đó, chúng con biết rồi, Chúa Thánh Thần sẽ âm thầm nhắc nhở cho chúng con. Ngài nhắc nhở cho chúng con một cách kín đáo, một cách âm thầm, mà mỗi người chúng con từ khi xưng tội đức lễ lần đầu chúng con đã hiểu. Đó là qua tiếng lương tâm Chúa đặt để trong tâm hồn chúng con. Trước các sự việc phạm tội hay tội ác, chúng con đều được nghe Chúa Thánh Thần nhắc nhở. Và nếu chúng con can đảm mạnh mẽ để làm theo tiếng Chúa Thánh Thần nhắc nhở, để tránh xa diệp tội, cũng như làm điều thiện, điều tốt đẹp lòng Chúa, đó là chúng con đang bảo vệ, gìn giữ ơn Chúa Thánh Thần. Cho nên cha nhắc lại hai phương thế rất quan trọng và cần thiết để chúng con gìn giữ ơn Chúa Thánh Thần. Trước hết là tránh xa tội trọng, tội nặng, mất lòng Chúa. Và thứ hai, can đảm làm theo tiếng lương tâm, là tiếng Chúa Thánh Thần nhắc nhở trong tâm hồn mỗi người chúng con. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, ngày hôm nay
tất cả chúng ta trong giáo xứ Phú Hải này hân hoan quy tụ về đây để hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Chúa, như tôi cũng đã nhắc và gợi ý từ lúc đầu lễ. Chẳng kể gì nơi những nhà thờ giáo họ chúng ta, ngày hôm nay thôi, Chúa cũng thương ban cho chúng ta trời mát hơn, thời tiết tốt đẹp hơn. Nhưng chúng ta cứ nhớ lại những cái ngày nóng bức, những cái ngày mà chúng ta phải đổ mồ hôi, cứ phải quạt mãi trong cái ngôi nhà thờ khi chúng ta tham dự những thánh lễ, những ngày mùa hè nóng bức. Và riêng ngày hôm nay thôi, khi chúng ta đang được yên ổn để tham dự thánh lễ tạ ơn này, cũng như chứng kiến các con em của chúng ta đây sắp được lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần, chúng ta mới thấy được rằng khi chúng ta ý thức được điều đó, thì trước hết đó là hồng ân và tình thương của Chúa tuôn đổ trên giáo xứ chúng ta, và cũng qua biết bao công lao của các bậc tiền nhân cha ông chúng ta đã vất vả cũng như góp công góp sức để xây dựng thánh đường này. Mặc dù thánh đường này đã được khởi công xây dựng mới có 34 năm thôi, và chúng ta cũng đang mong muốn để trùng tu lại cũng như xây dựng một ngôi thánh đường mới cho nó khang trang, vững bền, tốt đẹp hơn. Nhưng mỗi lần chúng ta ngồi trong ngôi nhà thờ của giáo xứ, chúng ta đều ý thức rằng đó là hồng ân và tình thương Chúa tuôn đổ trên cả giáo xứ chúng ta cũng như từng người chúng ta. Chỉ một điều chia sẻ với quý ông bà anh chị em như vậy để chúng ta thấy rằng khi chúng ta ý thức rõ hơn, chúng ta thấy rất nhiều tình thương của Chúa tuôn đổ trên chúng ta. Và từ đó chúng ta cũng sẽ thấy rõ hơn điều này. Hồng ân Chúa Thánh Thần như tôi vừa chia sẻ với quý ông bà anh chị em trong cuộc đời của mỗi người tín hữu chúng ta, đó là hồng ân rất quan trọng và rất cần thiết. Và tôi nhắc lại, không có bảy ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta không thể sống đạo, giữ đạo cho tốt đẹp, cho đẹp lòng Chúa được. Và khi chúng ta ý thức được sự cần thiết quan trọng đó, ước mong mỗi người chúng ta với hồng ân Chúa Thánh Thần tuôn đổ ngày hôm nay, để chúng ta biết quý trọng gìn giữ ơn Chúa Thánh Thần và ghi nhớ áp dụng hai phương thế tôi vừa chia sẻ với các em thiếu nhi, đó là cố gắng tối đa tránh xa tội trọng mất lòng Chúa, cũng như can đảm làm theo tiếng lương tâm là tiếng Chúa Thánh Thần nhắc nhở chúng ta, để chúng ta tránh những dịp tội, tránh xa những điều mất lòng Chúa và gìn giữ tâm hồn chúng ta luôn xứng đáng là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Và khi có Chúa Thánh Thần ở với chúng ta thì chúng ta cũng sẽ lại được Ngài hướng dẫn và thôi thúc để sống cuộc đời Kitô hữu của chúng ta một cách tốt đẹp hơn. Đó là chúng ta làm chứng về Chúa, và một cách đặc biệt qua đời sống bác ái yêu thương của chúng ta, những người anh chị em tôn giáo bạn chung quanh giáo xứ, giáo họ làng xóm chúng ta chưa nghe chúng ta nói hay ho gì về đạo Công giáo, đạo yêu thương của chúng ta, nhưng người ta cứ nhìn xem chúng ta có yêu thương nhau hay không, nhìn xem chúng ta có biết giúp đỡ những người bệnh tật, nghèo nàn, yếu đuối, có biết bố thí cho những kẻ thiếu thốn hay không. Đó là những điều cụ thể để chúng ta rao giảng làm chứng cho Chúa, và đó là bổn phận của mỗi người chúng ta. Khi có Chúa Thánh Thần ở với chúng ta chắc chắn sẽ làm được những điều đó, và đó là điều căn bản trong đạo của chúng ta. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy ngự xuống tràn đầy trên giáo xứ Phú Hải thân yêu chúng con trong ngày vui hôm nay. Cách riêng trên 45 con em thiếu nhi của chúng con đây sắp được lãnh nhận bí tích thêm sức. Xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, nâng đỡ, soi sáng, hướng dẫn, cũng như thúc giục chúng con để chúng con biết sống đẹp lòng Chúa. Và rồi chúng con ý thức nhiệm vụ của người đã lãnh nhận bí tích thêm sức là làm chứng rao giảng về Chúa. Trước khi rao giảng bằng lời nói, thì rao giảng làm chứng bằng chính cuộc sống bác ái yêu thương của chúng con. Xin Chúa Thánh Thần chính là ngôi ba tình yêu, giúp chúng con biết yêu thương, phục vụ, quan tâm, giúp đỡ, nhất là những người nghèo nàn, bệnh tật, thiếu thốn chung quanh giáo xứ chúng con, để chúng con biết ghi nhớ
và áp dụng thực hiện những điều đó trong suốt cuộc đời của mỗi người chúng con. Amen. Giờ đây, con kính mời cha xứ giới thiệu với Đức Cha về tình trạng các em lãnh nhận bí tích thêm sức hôm nay. Trọng kính Đức Cha, con với tư cách là cha xứ, xin giới thiệu với Đức Cha 45 em thiếu nhi trong giáo xứ chúng con. Các em này đã được học hỏi, hiểu giáo lý và kinh văn đầy đủ, đã được sát hạch và con chứng nhận các em này đủ điều kiện, xứng đáng được Đức Cha trao ban Chúa Thánh Thần qua bí tích thêm sức. Lặp lại lời tuyên hứa khi chịu phép rửa tội. Trước khi lãnh nhận bí tích thêm sức, Hội Thánh muốn người lãnh nhận công khai lặp lại lời tuyên hứa khi chịu phép rửa tội, để họ ý thức mối tương quan giữa bí tích rửa tội và bí tích thêm sức. Giờ đây, Đức Giám Mục sẽ thẩm vấn các em xin lãnh nhận bí tích về những điều tuyên xưng căn bản thuộc đức tin của Hội Thánh. Kính mời cộng đoàn đứng. Chúng ta hiệp ý với các em lặp lại lời tuyên xưng đức tin. Các con có từ bỏ ma quỷ, mọi việc và mọi quyến rũ của ma quỷ không? Các con có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không? Các con có tin kính Đức Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Các con có tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa đấng ban sự sống, đấng mà hôm nay nhờ bí tích thêm sức, các con sẽ lãnh nhận một cách đặc biệt như các thánh tông đồ xưa trong ngày người hiện xuống không? Các con có tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen. Nghi thức đặt tay. Đây là phần quan trọng trong nghi thức ban bí tích thêm sức. Lời nguyện trong nghi thức đặt tay gồm hai phần. Trước hết là nhắc lại trạng thái ơn phúc của bí tích rửa tội là được tái sinh bởi nước và Chúa Thánh Thần. Thứ đến dựa trên lòng nhân từ của Thiên Chúa đã được tỏ bày trong bí tích rửa tội. Giờ đây Đức Giám Mục mời gọi cộng đoàn. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng đoái thương ban tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên những dưỡng tử của Chúa đây, là những kẻ đã được tái sinh và sự sống vĩnh cửu trong bí tích rửa tội, để Chúa Thánh Thần dùng ân huệ dồi dào của Người làm cho họ nên vững mạnh, và sức dầu làm cho họ nên giống Chúa Kitô, Con Thiên Chúa. Sau đây, Đức Giám Mục sẽ đặt tay trên các em qua lời nguyện thánh hiến. Xin Chúa Thánh Thần dùng ân huệ của Người làm cho các em nên vững mạnh, khôn ngoan và thông hiểu, đạo đức và được ơn kính sợ Chúa. Mọi người thinh lặng hiệp ý với Đức Giám Mục trong lời nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh các tôi tớ Chúa đây bởi nước và Thánh Thần khi giải thoát họ khỏi tội lỗi. Thì lạy Chúa, xin hãy ban Chúa Thánh Thần đấng an ủi đến trong những người này. Xin ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức. Xin ban cho những người này đầy ơn kính sợ Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Sức dầu thánh. Đây là phần chính yếu nhất của bí tích thêm sức. Đức Giám Mục, người kế vị các thánh tông đồ, ghi ấn tín Chúa Thánh Thần trên các em. Kính mời cộng đoàn ngồi. Xin các cha mẹ đỡ đầu tiến lên
đặt tay phải của mình trên vai phải của các em khi Đức Giám Mục sức dầu, để nói lên trách nhiệm và bổn phận hướng dẫn các em tiến triển về đức tin trước cộng đoàn. Trái tim lạy thánh thần mến yêu, xin ngài thương đoái cho đời con đây dâng hiến trong tình cha vẫn luôn đẹp thắm màu. Chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương đã ban Chúa Thánh Thần tình yêu của Người xuống trên các thánh tông đồ trong ngày lễ hiện xuống. Giờ đây trong tâm tình của những người con, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin. 50 ngày sau lễ vượt qua, Chúa đã cho Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa tiếp tục cử hành Thánh Thần đến, mang sinh lực và tinh thần tươi trẻ cho hội thánh, đặc biệt trên các vị mục tử, để các ngài chia sẻ sức sống của Chúa cho mọi người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã muốn quy tụ mọi người nhờ phép rửa duy nhất trong Thánh Thần, để họ được mang danh Chúa Kitô. Chúng ta cùng cầu xin cho các em nhận ân tin Chúa Thánh Thần hôm nay,
luôn biết vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, qua tiếng nói của lương tâm, luôn làm điều thiện hầu xưng danh là Kitô hữu. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúa muốn con cái loài người luôn hiệp nhất nên một trong cùng một đức tin. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban Thánh Thần xuống trên các cha mẹ, người đỡ đầu và những người hướng dẫn chúng con, để họ luôn sống chúng ta tin mừng và hướng dẫn chúng con trung thành theo Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúa đã hứa ban Thánh Thần đến để làm chứng về người. Chúng ta cùng cầu xin Thánh Thần Chúa đến chỉ bảo, nhắc nhở, soi sáng lòng tin và làm cho chúng con biết nên chứng nhân trung thành cho Chúa, để hiệp nhất trong cùng một đức tin, một lòng mến Chúa Kitô. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Chúa, xin thương nhận những ý nguyện chân thành của cộng đoàn chúng con, mà thương cử Thánh Thần tình yêu của Chúa đến. Xin Ngài hướng dẫn soi trí mở lòng, giúp chúng con sống xứng đáng là con người mới trong Đức Kitô, người hằng sống và hiền trị muôn đời. Thank you.
chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin mở lượng từ bi chấp nhận lời cầu xin của chúng con là con cái Chúa. Chúa đã cho chúng con nên đồng hình đồng dạng với con một Chúa và sẽ cho chúng con tham dự vào tiệc thánh của Người. Thì xin giúp chúng con biết lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần để trở thành những nhân chứng trung kiên. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đáo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Khi lên trời và ngự bên hữu Cha, Người ban Chúa Thánh Thần cho các nghĩa tử của Cha như lời Người đã hứa. Vì thế giờ đây và cho đến muôn đời, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con sốt sắng chung tụng Cha và lớn tiếng tung hô rằng: Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tùng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thân ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
lạy Chúa. Chúng con loan truyền Chúa chịu trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chưa tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Tôma, chúng con cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa phù nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn tiền nhân, ân thân nhân của giáo xứ chúng con, cũng như các em đã nhận bí tích thêm sức hôm nay mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy đem lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Trong con, con đưa tình yêu, con đưa tình yêu.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban Thánh Thần cho những người Chúa yêu thương đây và đã cho họ hiệp thông với mình và mau con một Chúa. Xin cho ân sủng Chúa tồn tại mãi trong họ và ban cho họ sức mạnh cần thiết khi họ gặp thử thách gian nan. Xin cho họ sống như con cái tháo hiền, làm cho hội thánh được vui mừng hoan hỷ. Xin cho họ góp phần xây dựng hội thánh trong thế giới hôm nay bằng cách hoạt động theo tinh thần bác ái. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa là Cha toàn năng đã cho anh chị em được tái sinh bởi nước và Thánh Thần và nhận anh chị em làm nghĩa tư. Xin Người ban phúc lành cho anh chị em và gìn giữ anh chị em luôn xứng đáng với tình thương của Người. Đức Giêsu Kitô, Con một của Thiên Chúa, đã hứa cử Thánh Thần chân lý đến ở cùng giáo hội. Xin Người ban phúc lành cho anh chị em và cho anh chị em sức mạnh của Thánh Thần để can đảm và kiên trì tuyên xưng đức tin. Chúa Thánh Thần là đấng bao trợ đã đốt lửa yêu mến trong lòng các tông đồ. Xin Người liên kết anh chị em nên một và dẫn đưa tới hướng niềm hoan lạc của nước Thiên Chúa mà không bị vấp ngã trên đường. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúng con kính mời Đức Cha, Quý Cha, Thầy Phó Tế và Cộng đoàn an tọa. Giờ đây, một em thay lời cho các em lãnh nhận bí tích thêm sức hôm nay, có lời cảm ơn và tri ân tới Đức Cha, Quý Cha và Cộng đoàn. Trọng kính Đức Cha Tôma Khả Kính, kính thưa Cha Quản hạt Mikae, Cha Sứ, Quý Thầy Phó Tế, Quý Thầy, Quý Dì, Quý Ban Hành Giáo, Quý Ông Bà Quản, các anh chị giáo lý viên cùng toàn thể cộng đoàn. Hôm nay quả là ngày hồng phúc, là mốc son sáng ngời trong cuộc đời chúng con khi chúng con được lãnh nhận bí tích thêm sức. Trọng kính Đức Cha, qua bao ngày nỗ lực không ngừng để học hỏi giáo lý, với sự dày công, hướng dẫn và dạy bảo tận tình của Cha Xứ, Quý Thầy, Quý Ông Bà Quản, các anh chị giáo lý viên cùng các bậc phụ huynh, hôm nay chúng con được đón nhận Chúa Thánh Thần cách tròn đầy và viên mãn qua bí tích thêm sức. Niềm hạnh phúc ấy càng tăng lên gấp bội khi chúng con được Đức Cha ưu ái về ban bí tích thêm sức cho chúng con. Xin Đức Cha nhận ở chúng con lòng tri ân với trọn tâm tình, nguyện xin Thánh Thần tình yêu luôn hiện diện sống động nơi Đức Cha, để Đức Cha tiếp tục trao tặng tình yêu và hồng ân Thiên Chúa cho mỗi tín hữu trong giáo phận Bùi Chu. Trọng kính Quý Cha Đồng Tế, Quý Thầy Phó Tế, vì tình thương mến, Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế đã đến với giáo xứ chúng con cùng hiệp dâng thánh lễ với Đức Cha và cầu nguyện cho chúng con. Sự hiện diện của Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế chính là niềm vui, niềm khích lệ lớn lao cho đời sống đức tin của chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa trả công bồi hậu cho Quý Cha
và quý thầy. Trọng kính cha xứ, chúng con biết rằng cha rất bận với công việc mục vụ của giáo xứ, nhưng cha vẫn dành cho chúng con những sự ưu ái đặc biệt, luôn đồng hành với chúng con, khích lệ chúng con chuyên chăm học giáo lý, đào sâu đức tin và sống đạo trưởng thành, sống ngoan ngoãn trong gia đình. Đặc biệt, cha đã giúp chúng con chuẩn bị một tâm hồn thật xứng đáng để lãnh nhận bí tích thêm sức hôm nay. Chúng con nguyện sẽ sống xứng đáng với hồng ân chúng con đã lãnh nhận để làm trổ sinh nhiều hoa trái của Thánh Thần. Kính thưa quý thầy, quý ông bà quản, các anh chị giáo lý viên, trong ngày trọng đại này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những hy sinh của quý thầy, quý ông bà quản, các anh chị giáo lý viên, cùng với tâm tình biết ơn của chúng con, xin Chúa thánh hóa tất cả và ban xuống muôn hồng ân trên quý thầy, quý ông bà quản và các anh chị giáo lý viên. Chúng con xin ghi tạc công ơn của ông bà, cha mẹ là những bậc sinh thành, dưỡng dục chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì được thừa hưởng gia sản đức tin từ chính gia đình là trường học đầu tiên. Ông bà, cha mẹ đã luôn dành trọn tấm lòng để dạy dỗ, nuôi nấng và chăm sóc cho chúng con nên người, nên con Chúa, hướng dẫn, động viên và sửa dạy chúng con từng ngày để chúng con có được hồng phúc này. Chúng con cũng không quên cảm ơn cha mẹ đỡ đầu của chúng con đã không quản ngại hy sinh, đảm nhận lấy trách nhiệm nâng đỡ, hướng dẫn, làm mẫu gương về đời sống đức tin cho chúng con. Chúng con xin cảm ơn quý hội đồng mục vụ, các hội đoàn cùng toàn thể cộng đoàn đã quan tâm và cầu nguyện cho chúng con, đặc biệt giúp chúng con tổ chức thánh lễ hôm nay thật trang trọng và sốt sắng. Một lần nữa, chúng con xin kính chúc Đức Cha, quý cha và cộng đoàn luôn mạnh khỏe, tràn đầy phúc lành của Thiên Chúa. Và để tỏ lòng yêu mến và biết ơn, chúng con có bó hoa tươi thắm kính dâng Đức Cha, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn. Chúng con đồng cảm tạ và tri ân. Cảm ơn tất cả chúng con. Cha cùng với cha quản hạt và cha xứ Giuse chung vui với chúng con cũng như gia đình chúng con trong ngày vui trọng đại hôm nay. Như một bạn trong chúng con vừa bày tỏ, đây là dấu ấn thiêng liêng và rất quan trọng trong đời sống của chúng con. Cha mong ước tất cả chúng con tiếp tục và siêng năng đi học giáo lý. Cha xứ ngài cũng quan tâm cũng như cổ võ rất nhiều. Và đừng có em nào nghĩ rằng hôm nay mình đầy ơn Chúa Thánh Thần rồi không phải đi học giáo lý nữa. Không phải, chúng con cần phải tiếp tục đi học giáo lý, cũng như đào sâu giáo lý, cũng như học lời Chúa, để rồi mai mốt chúng con còn phải hướng dẫn cho người khác, cũng như đó là một cách để chúng con hiểu về đạo Chúa, chúng con rao giảng về Chúa cho những người khác. Và hôm nay trong thánh lễ vừa qua, cha cũng cầu nguyện đặc biệt cho chúng con. Cha cũng có nhiều lần tới xứ Phú Hải, cả thời cha xứ cũ cũng như cha tới một vài giáo họ, từ giáo họ Hà Lạn trong cái dịp năm thánh, rồi mà một giáo họ nữa trong cái dịp khánh thành nhà thờ. Nhưng cha thấy số những người đi tu trong giáo xứ còn ít quá. Rồi cha mới đếm được trên đầu ngón tay có một cha rồi vài gì mà thôi. Cho nên trong thánh lễ vừa qua, cha cầu nguyện nhiều cho chúng con.
mong ước trong số 45 em đang ngồi đây rồi chúng con cũng sẽ được một hồng ân đặc biệt này, là được ơn gọi đi tu. Đi tu là dâng mình cho Chúa, phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội. Rồi bên Nam làm linh mục, làm các cha như cha quản hạt, cha xứ, khoai xứ, hay em nào muốn đi dòng cũng được. Bên nữ chúng con thấy có các dì Đám Minh đang giúp chúng con. Và trong giáo phận có nhiều dòng tu, chúng con muốn đi dòng nào cũng được. Cha cũng như cha xứ và ông bà cha mẹ mong mỏi, để rồi ước mong trong cái lớp thêm sức này, trong số 45 em đang ngồi đây, sẽ có nhiều em được ơn gọi rồi quảng đài đáp lại lời mời gọi của Chúa. Bên Nam chúng con sẽ vào trong đại chủng viện, chúng con thấy cha xứ của chúng con cũng là cha giáo đang dạy chủng viện. Rồi bên nữ cũng vậy như cha vừa nói, ước mong 15, 20 năm sau từ cái lớp thêm sức này sẽ có các tân linh mục cũng như các tu sĩ, rồi chúng con lại trở về giáo xứ dâng lễ tạ ơn để cầu tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho mọi người. Chắc chắn lúc đó đã có nhà thờ mới rồi. Nếu chúng con làm linh mục hay tu sĩ về tạ ơn chắc là sẽ tổ chức hoành tráng lắm. Cha cầu nguyện nhiều cho chúng con. Và hôm nay khi thêm sức cho chúng con cũng như cho chúng con rước lễ, thì cha đếm được bên nữ có 20 em, bên nam được 25 em. Như vậy bên nam nhiều hơn, thì cha hy vọng rằng chúng con sẽ đi tu nhiều hơn để có nhiều linh mục phục vụ Chúa nhé. Chúng con bằng lòng không? Rồi, cảm ơn chúng con. Với các bậc phụ huynh, đặc biệt các cha mẹ đỡ đầu trong những dịp kinh lý mục vụ và đặc biệt mang bí tích thêm sức như ngày hôm nay, một phần nào qua bài giảng tôi cũng đã chia sẻ chung với mọi người, nhưng trong giây phút này tôi cũng muốn nhắc nhủ đặc biệt với các bậc phụ huynh, nhất là các cha mẹ đỡ đầu. Chúng ta làm cha làm mẹ, nhưng không như những cha mẹ lương dân chung quanh chúng ta. Chúng ta phải lo cho con cái ăn mặc đầy đủ, đi học đầy đủ. Nói chung trong cuộc sống chúng ta cũng phải vất vả nhiều. Nhưng không chỉ tới đó thôi, chúng ta làm cha mẹ công giáo, chúng ta còn một bổn phận và nghĩa vụ rất cao cả và thiêng liêng. Đó là cha mẹ công giáo có nhiệm vụ phải giáo dục đức tin cho con cái chúng ta. Và cái việc giáo dục đức tin đó thì được thể hiện qua hai việc căn bản cụ thể này. Trước hết từ trong gia đình chúng ta, chúng ta dạy cho con cái cũng như làm gương sáng cho con cái qua các giờ kinh sáng tối trong truyền thống tốt đẹp của giáo phận. Từ khi con cái chúng ta còn nhỏ, hôm nay tôi cũng thấy có những em nhỏ được các bà mẹ trẻ mang tới nhà thờ. Khi chúng ta mang con cái tới nhà thờ hay dự các ngày Chúa Nhật lễ trọng, tập cho con cái cúi đầu chào Chúa Giêsu Thánh Thể, tập cho con cái ở nhà thờ hay ở nhà làm dấu nghiêm trang, rồi chúng ta dạy từ những kinh căn bản, kinh kính mừng, kinh sáng danh cho con cái chúng ta. Khi tới nhà thờ hay ở trong gia đình cũng vậy, tập cho con cái cúi đầu trước các tượng đài, trước tượng đài Đức Mẹ, tượng đài các thánh. Đó là những bài học đức tin ghi sâu vào trong tâm hồn con cái chúng ta. Nhưng bên cạnh đó còn phải có một cái việc này để giáo dục đức tin. Chúng ta thấy trong giáo xứ, cha xứ cũng như các ông bà quản và anh chị giáo lý viên là những người trực tiếp đứng lớp để dạy giáo lý cho con cái chúng ta. Tôi biết hoàn cảnh của chúng ta phải vất vả, chẳng còn có thời gian để gặp gỡ con cái hay chỉ bảo những bài ở trường học, phương chi là dạy giáo lý cho con cái chúng ta. Nhưng trong giáo xứ chúng ta đã có các cha và các dì cũng như các anh chị giáo lý viên lo công việc đó rồi. Phần của chúng ta còn lại tuy nhỏ mọn nhưng chúng ta cần ý thức để chúng ta chu toàn. Đó là nhắc nhở động viên con cái chúng ta siêng năng đi học giáo lý. Xin đừng có bố mẹ hay phụ huynh nào mà lại dung túng cho con cái nghỉ học giáo lý, hay con cái nói rằng là phải đi học thêm. Dĩ nhiên học thêm chỗ này chỗ khác cũng là điều cần thiết, nhưng việc học giáo lý để
vững vàng trong đời sống đức tin, đó là điều quan trọng hơn. Ước mong với ơn Chúa Thánh Thần tuôn đổ ngày hôm nay trên giáo xứ Phú Hải chúng ta, các bậc phụ huynh cũng như các cha mẹ đỡ đầu để ý thức cộng tác với chúng tôi trong cái công việc giáo dục đức tin cho con cái chúng ta, đó là nhắc nhở động viên con cái chúng ta siêng năng đi học giáo lý. Và như vậy là chúng ta chu toàn tốt đẹp bổn phận của chúng ta trong vai trò không chỉ nuôi dưỡng con cái mà giúp cho con cái trưởng thành trong đời sống đức tin. Với ơn Chúa Thánh Thần ngày hôm nay để chúng ta cầu nguyện cho nhau và ước mong để tất cả chúng ta ý thức chu toàn nhiệm vụ cao cả này. Xin cảm ơn tất cả quý ông bà, anh chị em. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta kết thúc thánh lễ. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.